Hi, xin chào tất cả các bạn các anh chị. Hôm nay em xin phép giới thiệu với các bạn các anh chị một vài chiếc xe Honda Super Cup, xe quay, xe rim, quay Thái và Future X cũng như là Future Neo, Future FI ha. Đó, những cái xe phổ thông mà đặc biệt trong đó có một cái chiếc xe Honda Win luôn nha các bạn. Và xin thưa với các bạn các anh chị, chiếc xe đầu tiên em muốn xin giới thiệu với các bạn các anh chị đó là một chiếc xe Honda Way. À thôi, không quay thì là chiếc xe Honda Future Neo đi, Future Neo đi. Đây. Chiếc xe Future Neo. Xin thưa với các bạn các anh chị, đây là chiếc xe Honda Future Neo FI 2007 lên 2009 Future Neo FI bánh mâm thắng đĩa. Đó, một chiếc xe cực kỳ mới luôn. Future Neo. Xe này thì các bạn, các cô chú, các anh chị đi cực kỳ bền. Đó. Xe còn khá là liền lạc, sạch sẽ. Chỉ có đổi cái dàn áo thôi. Đó. Mới cáo sàn. Biển số 9 úc 54 B4 6049. Thật ra bây giờ biển số 9 nút hay mấy nút, bây giờ mình 4 số thì mình sang tên nó cũng về định danh. À, thì không quan trọng, nhưng mà cơ bản là trên xe này, bản thân nó là 9 nút. Đó. Và với một cái chiếc xe Honda Future Neo FI phun xăng điện tử, bánh mâm thắng đĩa, đời 2007 lên này, thì mình mong muốn bán với giá là 36 triệu. 36 triệu nha các bạn. Rồi, em xin cảm ơn. Và nếu các bạn các anh chị không muốn xe zin thì đây em xin thưa với các bạn các anh chị một chiếc xe cũng là xe 2009 zin luôn. Future Neo zin cũng bằng tiền. 36 triệu. 2009 zin. Zin từ trên xuống dưới luôn. Máy móc chuẩn chỉnh hết. Thì các bạn các anh chị tới mua là các bạn các anh chị được quyền dẫn anh em thợ thầy cũng như là test hãng các kiểu nha. Mình cứ một cái xe mình mua là mình phải vừa ý, hài lòng vừa ý thì mình mua, bởi vì nó mua mình về mình đi nó ngon, mình thích. Đó. Và với chiếc xe 2009 này em nó mang biển số 59L3 42091. Đó. Chiếc xe Future 2009 này mình cũng bán bằng giá tiền chiếc xe 2007 lên nha. Đó, 36 triệu cho một cặp xe này. Mỗi chiếc có mỗi cái vẻ đẹp nó khác nhau, nhưng mà xe nào cũng ngon. Ai muốn hình thức như thế nào thì mình đi kiểu đó. Quan trọng là cái chất xe đi ngon, bền, đi đến nơi về đến chốn. Rồi, bằng giá 36 triệu. Rồi, em xin cảm ơn. Kế nữa là em muốn xin giới thiệu với các bạn, các anh chị chiếc xe màu trắng Honda Future Neo FI màu trắng. Màu trắng này là nhìn nó rất là sang, nó rất là sáng luôn. Đó, Future Neo bánh mâm thắng đĩa. Thiệt đẹp luôn. Màu trắng thiệt đẹp. Xe này quá là đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, từ trước ra sau. Em này mang biển số 59X3 48800. Và với một chiếc xe Honda Future Neo FI phun xăng điện tử bánh mâm thắng đĩa đời 2009 này thì mình mong muốn bán với giá là 63 triệu nha các bạn. 63 triệu. Và đặc biệt có một chiếc xe đẹp hơn nữa, rực rỡ, cũng 2009 nhưng mà đẹp hơn một chút, còn cái màu chẳng qua là màu đen, nhìn nó đẹp cứng tài lắm các bạn. Xe này đi mà cực ngon, đi đến đâu là người ta cũng thích đến đó liền. Đó, chất nó đẹp,
máy móc thì coi như là ha, đi là riêng luôn, cái xe này là đi các bạn các anh chị nè, đi là ok ha. Rồi. Quá ngon à. Thì khi mà các bạn các anh chị mua là các bạn các anh chị được test, được kiểm tra, được vô tư luôn. Em này mang biển số 59F2 9507. Đó. Xe đời cuối 2009 Rin. Một đời chủ. Và với một cái chiếc xe Future Neo tuyệt đẹp 2009 này thì mình mong muốn bán chiếc xe này với giá là 67 triệu nha các bạn. Rồi, em xin cảm ơn. À, kế nữa là em xin giới thiệu với các bạn các anh chị chiếc xe Honda Way Thái. Đó, Honda Way 110 màu xanh nhớt. Xe này thì nếu mà các bạn các anh chị đã từng đi qua thì càng đi thì sẽ càng mến em nó, bởi vì nó đi nó rất là đầm, nó rất là chất và nó rất là bền, đặc biệt là nó rất là ít hư hỏng vặt luôn. Máy móc thì coi như là ngon. Xe này là đi được khẳng định qua 5 tháng rồi. Lốc đen được dán đề can nguyên chiếc rồi. Đó, Honda Way Thái 110. Quá đẹp. Hồ sơ là cầm tay sẵn luôn nha các bạn. Đó, còn kế nữa là cái chiếc xe Honda Future X FI phun xăng điện tử bánh mâm thắng đĩa đời 2011. Chiếc xe này thì màu bạc với lại hơi điểm vô màu vàng cát nha các bạn. Đó. Nhưng mà màu trắng thì nó cũng làm cho nó đẹp rực rỡ. Xe màu trắng rất là đẹp, mà đẹp hơn nữa là cơ bản là máy móc đi nó ngon, ngon lành cực kỳ. Và với chiếc xe Honda Future XFI phun xăng điện tử bánh mâm thắng đĩa đời 2011 này, đó, thì mình mong muốn bán chiếc xe này với giá tiền là 36 triệu. Hồ sơ cầm tay luôn nha các bạn. 36 triệu cho chiếc xe Honda Future X đời 2011. Hồ sơ cầm tay. Đó. Rồi nếu mà các bạn các anh chị mà thích có cái giá nó mềm hơn, chất lượng nó cũng ngon lành, thì có một cái em rất là dễ thương, giá nó mềm vừa phải. Đó. Một cái chiếc xe đời 206 à, Future 206 lên Future X. Đó. Xe này chỉ có giá 24 triệu thôi nha các bạn. Đó. Future X ha, muốn Future X thì có Future X, giá mềm, dễ chơi. Đó, dễ đi. Tốt. Bền. Em này mang biển số Tây Ninh, định danh luôn rồi nha các bạn, 70FA07475. 206 lên 24 triệu nha các bạn. Rồi, em xin cảm ơn. Và kế nữa đó, là một cái chiếc xe này là khá là đẹp. Nhưng mà nó ở trong góc cái nó lâu quá, nó ở trong này luôn các bạn. Đó, một cái chiếc xe Future Neo FI phun xăng điện tử bánh mâm thắng đĩa đời 2008. Đó, biển số là 59X458893. Và với chiếc xe Future Neo FI này thì mình mong muốn bán với giá là 43 triệu. Đó, 43 triệu nha các bạn. Rồi, em xin cảm ơn. À, và kế nữa em xin giới thiệu với các bạn các anh chị chiếc xe Honda Super Cup đèn vuông. À, chiếc xe Honda Cup Super Cup hàng thủy thủ. Đó. Tem các bạn thấy không, tem lốc còn đẹp luôn. Cái xe này
năm xưa mà gia đình nào có là rất là giá trị. Bây giờ chạy nó cũng vẫn còn ngon. Xe này em nó mang biển số 50D19496. Tất cả là xe là chính chủ, bao ký giấy sang tên được hết nha các bạn. Đó, và với chiếc xe Honda Super Cup này đó, thì mình mong muốn bán với giá là 22 triệu. Và cùng với giá của cái em Cup 95 đời 95 này thì chiếc xe Honda Win đời 96 đó, Win thì phù hợp với nam. Các bạn nam đi có côn tay, đi rất là cá tính và đi rất là mạnh mẽ, và đi đường rừng, đường núi, đường trường gì cũng rất là ngon nha. Mạnh mẽ lắm, Win Win Nhật 100. Đó, chiếc này thì đời 96 cũng bằng tiền chiếc xe Cup 50. Chiếc này giống như đặc trưng cho các bạn nữ, các cô chú đi cũng được, nhưng mà nữ đi thì nhẹ nhàng hơn nè. Còn xe này là nam đi nè, đó, mạnh mẽ cá tính nè. Hai chiếc bằng tiền, một chiếc đời 95, một chiếc đời 96, đồng giá 22 triệu. Em này mang biển số 59B290589. Còn nếu mà phổ thông và quốc dân hơn nữa, nếu các bạn, các cô chú, các anh chị thích Honda Way thì có Honda Way Thái đây, Way S Thái nha các bạn. À, chiếc này chiếc xe Honda Way S Thái, máy móc là nguyên zin, đầu nồi là chưa rớt, chuẩn chỉnh, kiểm tra từng con ốc, từng chi tiết luôn nha các bạn. À, các bạn cứ tới là các bạn có quyền yêu cầu mở ra, mở bẩn ra, kiểm tra hết, rồi chạy thử, test xe các kiểu, cảm thấy hài lòng vừa ý thì mình giao dịch. Và tất cả là thuận mua vừa bán, vừa lòng khách đến, hài lòng khách đi. Em này mang biển số 59I3 73191. Và với chiếc xe Way S Thái này đời 2008 này thì mình mong muốn bán với giá là 23 triệu. 23 triệu cho một chiếc xe Honda Way S Thái tuyệt đẹp. Và có một chiếc xe sưu tầm nữa, đó là một cái chiếc xe cực kỳ đẹp luôn, đó là chiếc xe Honda Way Alpha. Đó, xe Honda Way Alpha màu đỏ. Xe Honda Way Alpha màu đỏ tuyệt đẹp luôn. Đẹp từ trên xuống dưới luôn, từ ốc tán cho đến phục phích gì, máy móc gì nguyên zin, đẹp. Đẹp từng cm luôn. Và với chiếc xe Honda Way Alpha này, em nó mang biển số 53R98972 đời 2004 này, thì mình mong muốn bán với giá là 24 triệu. 24 triệu cho một chiếc xe Honda Way Alpha tuyệt đẹp. Và cũng bằng tiền, đó là một chiếc xe Honda Rim Thái nha các bạn. Cũng bằng tiền, nếu mà các bạn, các cô chú, các anh chị thích một cái hoài niệm thì đó, đây có một chiếc xe Honda Rim, một chiếc xe Honda Rim Thái 7 số màu nho. Đó, xe này thì nồi đồng cối đá đã được khẳng định tên tuổi trên cái thị trường cũng như là trên 5 tháng rồi nha các bạn. Bền lắm, xe này từ hồi đó là biết bao nhiêu cây vàng, bây giờ chỉ còn 24 triệu. 24 triệu cho một chiếc xe Honda Rim Thái đời 95, 7 số, tem lửa. Em này mang biển số là 50V17220. Đó. Ngoài ra còn Super Rim, đó, hồ sơ cầm tay sẵn luôn nha các bạn. Super Rim, hồ sơ cầm tay sẵn. Đó, Super Rim. Và Exciter, 43 triệu. Đó, Exciter cũng vậy, hồ sơ cầm tay, côn tay tự động. Côn tự động là có nghĩa chạy như xe rim bình thường thôi. Exciter rất là cá tính, mạnh mẽ luôn. Rồi, và xin thưa với các bạn, các anh chị, ngoài những cái chiếc xe này thì còn có khá nhiều cái xe khác nữa, nhưng mà cứ mỗi lần mình quay xin phép quay một ít để giới thiệu với các bạn nha. Rồi, hôm nay thì mình quay một vài chiếc này, hy vọng là hôm sau mình sẽ quay cho các bạn, các anh chị tham khảo nhiều hơn cũng như là chi tiết hơn. Có thể là mình sẽ quay từng chiếc hoặc là hai chiếc một để giới thiệu với các bạn, các anh chị
có nhiều cái lựa chọn cũng như là cái sự coi như là theo dõi chi tiết nhất từng chiếc một. Ví dụ như hai chiếc này, ví dụ vậy đó, mình sẽ quay từng chiếc một để thưa với các bạn ha. Rồi một lần nữa em xin chân thành cảm ơn các bạn, các anh chị. Và tất cả xe đều là chính chủ, mua bán là bao ký giấy sang tên, bao vận chuyển cho các bạn, các anh chị yên tâm hài lòng. Rồi một lần nữa em xin chân thành cảm ơn các bạn, các anh chị rất nhiều. Chúc tất cả các bạn, các anh chị được nhiều sức khỏe, được nhiều niềm vui và luôn luôn hạnh phúc trong cuộc sống nha. Em xin trân trọng kính chào.